di tích La Mã dưới đài sông. Nhiều tháng không có mưa và dòng chảy ngừng hoạt động sớm hơn bình thường đã làm mực nước sông Po, con sông dài nhất của Ý, xuống mức thấp nhất trong 70 năm. Đáy sông khô cạn đã để lộ ra một chiếc xe tăng và tàu chở hàng của Đức thời Thế chiến II. Làng Ma trỗi dậy Alceredo, một ngôi làng gần biên giới Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha, trở thành làng ma sau khi bị vùi trong trận lụt năm 1992, sau đó nơi này thành hồ chứa Anto -Lindoso. Khoảng 30 năm sau, vào tháng 2 năm 2022, ngôi làng bất ngờ xuất hiện trở lại do hạn hán làm hồ chứa cạn nước. Con tàu Endurance của Ernest Shackleton. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2022, lớp băng ở biển Nam Cực giảm xuống mức thấp kỷ lục, giúp phát hiện một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng hải. Xác tàu Endurance của nhà thám hiểm nổi tiếng Ernest Shackleton bị chìm ở Nam Cực hồi năm 1915. Khu vườn bí mật Cây nóng khắc nghiệt mùa hè đã thiêu rụi bãi cỏ phía nam một ngôi nhà cổ ở miền trung nước Anh để lộ ra một khu vườn cổ hồi thế kỷ 17. Nơi đây được mệnh danh là khu vườn vĩ đại với những thảm hoa và lối đi có từ năm 1699. Kho báu lưỡng hả Khi hồ chứa Mosul của Iraq khô cạn trong năm nay, người ta tìm thấy tàn tích của một thành phố cổ rộng lớn. Thành phố này được cho là Kem Un, phát triển mạnh mẽ dưới thời đế chế Mitanni từ năm 1550 đến năm 1350 trước công nguyên trong thời kỳ đầu đồng